các em. Chào mừng các em đã đến với chương trình dạy học trực tuyến của cô Tấm. Hôm nay cô trò chúng mình sẽ cùng nhau học môn tiếng Việt lớp 2, tập 1, sách kết nối tri thức với cuộc sống của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Bài 8, nghe viết, cầu thủ dự bị. Chúng mình cùng nhau vào bài học nhé. Trước tiên, cô giáo hướng dẫn các em nghe viết. Bài viết của chúng ta là bài cầu thủ dự bị. Chúng mình nghe cô giáo đọc nội dung bài viết nhé. Cầu thủ dự bị. Hằng ngày, gấu đến sân bóng từ sớm để luyện tập. Gấu đá bóng ra xa, chạy đi nhặt, rồi đá vào gôn. Đá đi, đá lại. Cứ thế, gấu đá bóng ngày càng giỏi. Các bạn đều muốn rủ gấu về đội của mình. Các em ạ, đây là một bài văn. Cầu thủ dự bị là một bài văn được cô gọi là từ bài tập đọc cầu thủ dự bị mà các em đã được học đấy. Vậy các em hãy cho cô giáo biết, trong bài văn này thì gấu đã làm gì? À, các em ạ, hàng ngày gấu đã đến sân bóng từ rất sớm để luyện tập đấy. Vậy nhờ đâu mà gấu đá bóng ngày càng giỏi? Các em ạ, nhờ vào sự chăm chỉ luyện tập và chạy đi nhặt bóng rồi đá vào gôn, đá đi đá lại. Và như thế càng ngày gấu càng đá bóng giỏi đấy. Vậy các bạn muốn gấu làm gì? À, các em ạ, các bạn đều muốn gấu rủ về đội của mình đấy. Và như vậy, chúng mình thấy bạn gấu nhờ sự chăm chỉ và tập luyện, bạn đã trở thành bạn đá bóng rất là giỏi và có nhiều bạn rủ về đội bóng của mình đấy. Bây giờ, để chúng ta có thể viết tốt được bài văn này, chúng mình cần lưu ý một số tiếng từ khó khi viết chúng mình còn hay bị nhầm lẫn nhé. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau luyện viết từ khó. Các em hãy luyện viết các từ khó vào bảng con nhé. Từ đầu tiên chúng mình viết cho cô đó là từ sân bóng. Sân bóng. Sân bóng. Các em viết xong, chúng mình so sánh với từ trên bảng của cô xem mình viết đã đúng và đẹp chưa nhé. Tiếp tục, từ thứ hai, luyện tập. Luyện tập. Luyện tập. Các em hãy so sánh với từ của cô. Từ tiếp theo, nhặt. Nhặt. Các em hãy so sánh chữ của cô ở trên bảng. Từ tiếp theo, gôn. Gôn. Các em hãy so sánh từ trên bảng của cô. Như vậy, vừa rồi cô đã hướng dẫn các em luyện viết một số từ khó ở trong bài. Chúng mình cùng nhau đọc lại các từ này nhé. Sân bóng. Luyện tập. Nhặt. Gôn. Cô mời các em đọc lại nào. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang phần tiếp theo, đó là phần luyện viết vào. Các em lưu ý, chúng mình viết cho cô giáo tên bài vào giữa vào. Cách cho cô giáo 4 ô so với lề vào, chúng mình viết tên đầu bài như sau. Cầu thủ dự bị. Các em lưu ý, đầu câu chúng ta viết hoa, đó là chữ cầu. Đó là chữ cầu hoa. Mời các em viết tên bài nào. Cầu thủ dự bị. Cô mời các em hãy luyện viết, lắng nghe cô giáo đọc để chúng ta luyện viết bài văn vào vở nhé. Các em
chú ý khi cô đọc, cô giáo sẽ đọc 2 đến 3 lần. Chúng mình cần quan sát và lắng nghe, viết cho đẹp nhé. Chúng ta bắt đầu viết bài nhé. Cách vào một ô so với lề vào. Các em lưu ý, khi viết chúng ta cần lưu ý đầu câu viết hoa và cuối câu có dấu chấm và lùi vào một ô so với lề vào vào để chúng ta viết bắt đầu đoạn văn. Chúng mình bắt đầu viết nhé. Hằng ngày phải gấu đến sân bóng. Từ sớm để luyện tập. Các em lưu ý chữ luyện. Chấm. Sau dấu chấm các em lưu ý viết hoa chữ đầu câu. Gấu đá bóng. Gấu đá bóng. Ra xa. Gấu đá bóng ra xa. Phải chạy đi nhặt. Rồi đá vào gôn. Rồi đá vào gôn. Phải đá đi đá lại. Phải chấm ba chấm. Sau dấu chấm ba chấm, chúng mình lại viết hoa đầu câu mới. Cứ thế. Phải gấu đá bóng. Ngày càng giỏi. Các em lưu ý chữ giỏi chúng ta viết bằng G. Ngày càng giỏi. Chấm. Sau dấu chấm chúng mình lại viết hoa đầu câu mới. Các bạn đều muốn rủ gấu.
rủ gấu. Về đội của mình chấm hết. Như vậy chúng mình vừa cùng nhau luyện viết xong bài viết cầu thủ dự bị. Bây giờ các em hãy lắng nghe cô giáo đọc toàn bài để chúng ta soát lỗi nhé. Cầu thủ dự bị hàng ngày phải gấu đến sân bóng từ sớm để luyện tập. Chấm. Gấu đá bóng ra xa, chạy đi nhặt rồi đá vào gôn. Phẩy. Đá đi đá lại. Phẩy. Chấm ba chấm. Cứ thế. Phẩy. Gấu đá bóng ngày càng giỏi. Chấm. Các bạn đều muốn rủ gấu về đội của mình. Chấm hết. Bây giờ các em hãy quan sát lại bài viết của cô giáo nhé. Chúng mình hãy tự so sánh và bài viết của cô và bài viết của các em xem có lỗi gì không nhé. Như vậy vừa rồi chúng mình đã cùng nhau hoàn thành xong việc luyện viết. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang phần tiếp theo, đó là phần luyện tập. Chúng ta quan sát bài tập thứ nhất. Những tên riêng nào dưới đây được viết đúng? Các em hãy quan sát. Đây là một số tên riêng của các bạn. Bạn thứ nhất tên Hồng, bạn Minh, bạn Hùng, bạn Thùy, bạn Phương, bạn Giang. Các em cho cô giáo biết tên riêng chúng mình cần phải viết như thế nào? Các em ạ, tên riêng chúng mình cần phải viết hoa chữ cái đầu đấy. Vậy trong các tên riêng của các bạn ở dưới đây thì tên riêng nào được viết đúng? Tên riêng nào được viết đúng, các em sẽ khoanh tròn vào tên riêng của bạn nhé. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta làm bài tập nhé. Chúng mình cùng nhau chữa bài nào. Đầu tiên, tên bạn Hồng được viết hoa chữ cái đầu, đó là chữ H viết hoa. Đây là đáp án đúng. Chúng mình khoanh tròn. Tiếp theo, tên bạn Minh. Tên bạn Minh chữ M đầu tiên phải viết hoa, nhưng ở đây lại không viết hoa. Đây là từ không viết đúng. Tiếp theo là tên bạn Hùng. Tên bạn Hùng được viết hoa chữ cái đầu, đó là chữ H hoa. Đây là viết đúng tên riêng. Tiếp theo là tên bạn Thùy, là chữ đầu, chữ tờ không viết hoa. Thì đây là tên riêng không viết hoa đúng các em nhé. Tiếp theo tên bạn Phương được viết hoa chữ cái đầu, đó là chữ P. Đây là đáp án đúng. Tiếp theo là bạn Giang. Tên bạn Giang được viết hoa chữ đầu, đó là chữ G viết hoa. Đây là tên riêng được viết đúng. Như vậy, trong những tên riêng này, những tên riêng được viết đúng đó là Hồng, Hùng, Phương và Giang. Qua bài tập này, các em cần ghi nhớ tên riêng chúng mình cần phải viết hoa chữ cái đầu nhé. Tiếp theo, chúng mình làm bài tập. Sắp xếp tên các bạn học sinh dưới đây theo thứ tự trong bảng chữ cái. Các em hãy quan sát tên của các bạn. Bạn thứ nhất, Nguyễn Ngọc Anh. Bạn thứ hai, Nguyễn Mạnh Vũ. Bạn thứ ba, Phạm Hồng Đào. Bạn thứ tư, Hoàng Văn Cường. Bạn thứ năm, Lê Gia Huy. Các em lưu ý, khi sắp xếp tên các bạn theo bảng chữ cái thì chúng mình chỉ cần quan sát đến tên của các bạn, các chữ cái của tên thôi. Còn nếu như hai bạn cùng họ cùng tên thì chúng mình cần phải xếp theo ngày sinh. Nhưng ở đây chúng mình chỉ xếp tên chữ cái của các bạn nhé. Nếu hai bạn cùng tên thì chúng mình sẽ xét đến là tên nốt và họ. Nhưng ở tên các bạn này chúng mình chỉ xếp tên các bạn theo thứ tự của bảng chữ cái. Vậy theo bảng chữ cái, chữ đầu tiên là chữ A.
Vậy trong các tên trên thì bạn nào mang tên chữ cái A? Đó là bạn Nguyễn Ngọc Anh. Tiếp tục, tên chữ cái B, không có bạn nào mang chữ B cả. Tiếp theo đó là chữ cờ, có bạn Hoàng Văn Cường. Tiếp theo là chữ B, chữ cờ, chữ giờ. Chữ giờ không có bạn nào. Tiếp tục đến chữ đờ là có bạn Phạm Hồng Đào. Tiếp theo là bạn Lê Gia Huy. Và bạn cuối cùng là bạn Nguyễn Mạnh Vũ. Như vậy, tên của các bạn đã được xếp theo thứ tự trong bảng chữ cái. Chúng mình cùng nhau đọc lại tên của các bạn sau khi đã sắp xếp nhé. Nguyễn Ngọc Anh, Hoàng Văn Cường, Phạm Hồng Đào, Lê Gia Huy, Nguyễn Mạnh Vũ. Như vậy chúng mình đã hoàn thành xong bài tập yêu cầu số 3 rồi đấy. Tiếp tục chúng mình cùng nhau chuyển sang yêu cầu thứ tư nhé. Yêu cầu thứ tư như sau: viết vào vở họ và tên của em và hai bạn trong tổ. Các em lưu ý, yêu cầu ở đây là các em phải viết vào vở ô ly họ và tên của mình. Các em lưu ý, cả họ, tên nốt và tên của mình đều phải viết hoa nhé. Sau đó các em viết thêm họ và tên của hai bạn trong tổ của mình. Các em đã hiểu yêu cầu chưa? Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta viết bài tập số 4 vào vở ô ly nào. Chúng mình cùng nhau quay trở lại màn hình nhé. Như vậy, hôm nay chúng mình đã cùng nhau luyện viết bài cầu thủ dự bị và làm các bài tập luyện tập. Tiết học của cô hôm nay đến đây là hết rồi. Thân ái chào tạm biệt các em. Chúc các em chăm ngoan, học giỏi và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau. Cảm ơn các em đã xem video.